Hôm nay là thứ năm nha, ngày 10 tháng 2 2022 nha, mùng 10 năm Giáp Nhâm Dần 2022 luôn nha. Sau 8 tháng 8 tháng hay 9 tháng vậy giờ tôi chui vô kẹt chỗ rồi. Hôm nay sau 9 tháng tâm mì mới hôm nay mới chính thức được 2 giờ trưa vô trường để nhà trường phổ biến cách phòng chống dịch đặng thứ hai tuần sau là chính thức đi học luôn, đi học trực tiếp tới trường. Mình chị hai còn hồi sáng đi học ở trường, rồi chiều về học online nè, trưa 1 giờ học online nè. Bây giờ 1 giờ 2 giờ là chuẩn bị tâm mì ba ba mẹ chở tới trường nè. Tới mấy giờ tụi mày về? 4 giờ tụi mình về. Bữa nay thứ năm, thứ hai tuần sau tụi mình sẽ học trực tiếp, tới trường học trực tiếp. Nhưng mà có một điều quan trọng với Sì, hôm nay là tụi mình 9 tuổi, còn mấy bữa nay tháng 2 phải không? Còn một tháng nữa là sinh nhật tụi mình á. Hôm nay mùng 10 tháng 2 thì còn 25 ngày là sinh nhật. Ủa đúng tháng luôn chứ, năm Tây tháng 3 là đúng tháng nữa phải không? Ủa, 25 ngày, 25 ngày nữa sinh nhật tôi mì. Thì bữa nay là ngày đầu tiên tôi mì mặc quần slip tới trường. Hồi xưa giờ không có mặc quần slip nha. À, bữa nay tôi mì 9 tuổi nha. Bữa nay quay quay video. Tâm mình quay, mà nay ba quay video để ba lưu lại làm kỷ niệm 9 tuổi mới biết mặc quần slip. Chứ không sẽ để bị lòng thòng lỏng hỏng lòi lòi kêu bạn nhìn thấy. Rồi ba mẹ luôn. Rồi vậy nha, để bên luôn làm kỷ niệm. Goodbye, see you again. Tạm biệt, goodbye. Chấm hỏi hả? Gì cũng chấm hỏi. Sao chấm hỏi đâu? Nó À, rồi, goodbye, see you again.